Bạn đang có nhu cầu mua ạc liên quân giá rẻ, hãy đến với shop đệ tử.vn, nơi bán ạc uy tín, nhanh chóng, chất lượng và hiện đại. Hello, chào mừng các bạn đến với kênh đệ tử. Hôm nay chúng ta cùng nhau chơi về con tướng Rio Ma nha. Chơi về con tướng Rio Ma, một trong những con tướng mà đã từng làm mưa làm gió. Nhưng mà theo cái quan điểm cá nhân của mình, theo một cái tính chất gì đó mang kiểu là vỏ đón ý kiến cá nhân nha, thì tôi thấy được rằng cái chất tướng của Rio Ma nó không thực sự là quá nổi trội trong phiên bản hiện tại, tức là đấu trường nhân bản. Đó chính là cái cảm nhận của tôi thôi các bạn à. Tôi đang có cuộc solo kill cùng với cô nàng Zara. Máu của ta cực kỳ trâu. Anh em có thể thấy được rằng ở những giai đoạn đầu, lượng máu của chúng ta nó chỉ mang cái tính chất là tương đối ổn định mà thôi. Rất là khó chơi trong cái phiên bản hiện tại. Nhưng chỉ cần các bạn có được những cái thao tác di chuyển ok xíu, những cái tình huống thực hiện combo chuẩn một xíu, thì tôi nghĩ rằng con tướng Rio Ma này chúng ta vẫn có thể mang nó ra trong đấu trường nhân bản lần này đây. Quay tay đại pháp đến từ Tara, một cái bộc phá và chiến công đầu thuộc về chúng ta. Rất đã đúng không ạ? Nếu như mà mình mang cái tóc biến thì mình không biết được rằng có thể chấm dứt được cô nàng Tara hay không. Nhưng đây là một trận đấu mà chúng ta mang cái phép bộ trợ bộc phá, thì cái khả năng chấm dứt con mồi nó sẽ cực kỳ dễ dàng. Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành trải nghiệm cái bộ trang phục Rio Ma Thanh Long Ban Chủ nha. Một cái bộ trang phục mà nó đã ra mắt một cái khoảng thời gian gần đây. Như các bạn biết á, đáng lẽ nha, theo cái lịch trình của công ty Rana, họ đưa xuống là mình đã làm cái clip này lâu lắm rồi. Nhưng mà vì lúc trước mình phải bận đưa cho cái shop đệ tử.vn vào một cái quỹ đạo nhất định, cho nên ở thời điểm hiện tại mình mới trống một khoảng thời gian nho nhỏ mới có thể thực hiện được cái clip này. Mong anh em thông cảm nha. Mình sẽ đảm nhận vai trò đi solo khu vực của con tà thần Seiza. Tara, cô ta đang muốn ăn chim hay gì đó, mặc dù cô ta đã có chim rồi. Liên tục là những cái thao tác quay tay đại pháp lên từ cô ta. Máu của ta còn vỏn vẹn khoảng chừng 3.000 máu. Đập đá một lần nữa, quay tay đại pháp đang chạy vô bụi chuối. Và đệ tử đang đẩy cô ta chết núi và bắt buộc cô ta phải ăn chuối. Hai điểm mà cùng thuộc về chúng ta rất là nhẹ nhàng. Chúng ta không cần phải đi ganh và hỗ trợ đồng đội gì cả, cứ trụ đường tại nơi đây. Hôm nay tôi sẽ chơi với một cái phong cách cực kỳ dị, là phong cách không quan tâm của chị dân nha anh em. Sẵn đây cũng giải đáp cho anh em luôn, có rất là nhiều anh em hỏi là làm thế nào có thể tải được cái bản thử nghiệm của cái tựa game Liên Quân này. Bản thử nghiệm là một nơi mà Rana Liên Quân họ cấp, họ cho chúng ta trải nghiệm một cách gần như là miễn phí những cái con tướng mà sắp sửa ra mắt khi mà về máy chủ mặt trời nha. Đó được gọi là cái bản thử nghiệm. Và cũng có rất là nhiều anh em gặp lỗi, và mình cũng đã từng gặp lỗi đó. Hôm nay mình muốn chia sẻ với anh em một cái phần mềm ứng dụng để giúp chúng ta có thể tải được cái bản thử nghiệm một cách dễ dàng và trơn tru nhất nha. Xin chào anh em, mình sẽ giới thiệu với anh em một cái phần mềm, một cái ứng dụng mà nó giúp cho anh em có thể duyệt web dễ dàng và trơn tru hơn. Các bạn vào cái cửa hàng xe Clay này, các bạn gõ từ khóa Nóc Browser. Nếu như các bạn sử dụng các thiết bị iOS thì cái phần mềm này nó vẫn hỗ trợ nha các bạn. Gõ từ khóa Nóc Browser sẽ ra ngay đây. Đây chính là cái hình ảnh, cái logo của cái giao diện của cái phần mềm mà mình muốn giới thiệu với anh em, Nóc Browser. Rất là nhẹ các bạn ạ, mình đã cài đặt sẵn rồi, mình chỉ cần mở lên thôi. Tôi đã đánh giá ứng dụng này là 5 sao luôn, bởi vì tôi thấy được rằng cái mức độ mượt mà và không bị làm phiền, không có bất kỳ một quảng cáo nào cả. Chúng ta sẽ tiến hành vào nha, chúng ta sẽ cùng xem cái giao diện chính trong cái ứng dụng này nó ra làm sao. Rất nhanh, các bạn có thể thấy được rằng Facebook, YouTube gì đó, nó có nằm ở ngoài trang chủ chúng ta luôn. Nó dẫn đến cái việc chúng ta sẽ đi đến những trang đó rất là dễ dàng. Vào phần cài đặt chúng ta có thể lựa chọn cái thanh công cụ tìm kiếm của chúng ta. Còn chúng ta muốn xóa trình duyệt cũng vô cùng dễ dàng, chỉ cần với một nút bấm mà thôi. Nó còn có cái chế độ ẩn danh nữa nè. Đó, khi mà các bạn muốn làm một cái điều gì đó mà không muốn ai biết, hay là muốn giữ bảo mật cái thông tin của mình, các bạn có thể mở cái chế độ ẩn danh. Tôi sẽ vào YouTube, tôi xem một xíu nào. Chúng ta gõ từ khóa đệ tử nha, xem coi tốc độ ra làm sao. Ra ngay. Rồi chúng ta sẽ vào một cái clip nào đó, xem cái tốc độ chạy, tốc độ clock cái video đó nó có nhanh và mượt mà hay không. Thì nó nhanh mượt mà hay không nó còn phụ thuộc vào cái tốc độ mạng của các bạn nữa. Rất là nhanh, rất là mượt mà đúng không ạ? Và cái điểm hay của cái trình duyệt này chính là nó sạch sẽ, nó dễ dùng, và nó có cái chế độ ẩn danh nè, bảo mật tốt nè, rồi không có chứa bất kỳ một cái quảng cáo gì cả. Link download mình sẽ để dưới phần mô tả nha.
Trong clip này mình có nói là mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách để chúng ta có thể tải được Liên Quân Thử Nghiệm. Anh em gõ từ khóa Liên Quân Thử Nghiệm trong cái thanh tìm kiếm này nha. Nhấn vào cái chữ tìm kiếm, nó sẽ đề xuất chúng ta một số thông tin như sau. Dòng đầu tiên luôn nha, link của trang web là máy chủ thử nghiệm.liênquân.rana.vn. Chúng ta click vào đó ở cái dòng đầu tiên, nó sẽ hiện thị ra hai cái mục để chúng ta có thể lựa chọn là đăng ký và tải cái file APK. Anh em phải đăng ký trước nha anh em, phải đăng ký. Và cái khoảng thời gian đăng ký họ sẽ thông báo cho chúng ta trực tiếp qua fanpage của Rana Liên Quân Mobile. Anh em hãy tiến hành like fanpage đó. Khi nào mà có một cái đợt đăng ký họ mở ra, họ sẽ đăng cái bài trên đó và chúng ta theo dõi, chúng ta vào và chúng ta đăng ký. Sau khi đăng ký xong đó, anh em sẽ tiến hành tải cái file APK trong một khoảng thời gian ngắn thôi, tầm khoảng chừng 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta sẽ được duyệt và chúng ta sẽ vào chơi game bình thường và chúng ta có thể trải nghiệm được những con tướng mới. Đó, nó là như vậy, rất đơn giản thôi. Có một cái lỗi nè, ví dụ mà các bạn tải về rồi mà các bạn cài đặt không được đó, nó có hai cái lỗi mà mình đã từng bị. Thứ nhất là do cái ổ đĩa, cái thẻ nhớ của bạn đó nó chưa có đủ dung lượng, hoặc là nó bị đầy gì đó, là cái điều đầu tiên. Điều thứ hai nữa, các bạn hãy kiểm tra xem trên cái máy của bạn, bạn có mở một cái ứng dụng quay màn hình gì hay không. Nếu như có, bạn hãy tắt ứng dụng đó đi và bạn cài đặt lại bình thường. Đó chính là hai cái lỗi mà mình đã từng bị. Rồi, quay trở lại với cái trình duyệt Nox Browser chúng ta. Như mình đã nói, cái trình duyệt này nó rất là hay, nó rất là đơn giản, nó rất là dễ dùng và rất nhiều người xài, rất nhiều YouTuber đều đã tin tưởng và ủng hộ cái ứng dụng này. Còn chần chừ gì nữa, nếu như máy các bạn lướt web thường xuyên bị lag, hãy tải ngay Nox Browser trong phần mô tả và dưới phần comment. Bây giờ chúng ta sẽ chính thức vào trận đấu thôi nào. Chúng ta sẽ chém gió sơ một xíu về con tướng Ryoma này. Ryoma còn có tên gọi là kiếm khách 5 giây, tức là sau khoảng thời gian 5 giây chúng ta sẽ có được một đòn đánh đặc biệt gây ra làm chậm và sát thương cao hơn nha anh em. Team bạn có 2-3 người, như nó sát làm chậm được người ta, thân hình bạch biến lao tới luôn, nhốt lòng nữa sẽ ATA, kết giới sinh mệnh được dùng, rep lao tới bằng cái thủy thần siêu việt dành cho chúng ta rồi, vẫn đang cọ nhây, một cái hồi máu đến từ Payna, Moran đợi đó, nóng ao trật lớn rồi, Narok bay tới, đánh liên tục, Rat không truy đuổi được Moran team bạn, nhưng không sao cả, rep giết được Payna, Narok quay trở về đường giữa, anh ta vẫn đang cố đánh đẩy trụ, muốn đánh lao tới, ta đã đau vốn vương, băng một cái ổn chạm nhưng không trúng ai cả, đó chỉ là một tình huống làm màu mà thôi. Chúng ta hoàn toàn thắng thế trong vài giây tranh vừa rồi. Giết được hai người, đầu xanh nó, Tara đang trong bụi chuối, quay bao múa, quay tay, đập đá, bật cho mình cái chiêu cuối thân thể thép, vẫn đang truy đuổi, máu chúng ta không còn nhiều, đệ tử chui bụi chuối, đệ tử lái gió thành công rồi chăng, chúng ta còn 2000, Rat đang tới, ta sẽ một đồng đẩy về và cứu được đệ tử. Quá đã đi, rất là may mắn đúng không ạ? Rất may là nhờ anh bạn Rat, anh ta đến kịp thời, anh ta đã giải dây cho chúng ta, và chúng ta nợ anh bạn Rat một mạng. Chúng ta sẽ nói qua sơ một xíu về combo chuẩn con tướng Ryoma. Thì combo chuẩn Ryoma rất là dễ chơi thôi, nó đơn giản lắm. Cái việc các bạn tung chiêu á, chúng ta không có bị ghen buồn và khó khăn, bởi vì cái thời gian hồi chiêu của con tướng Ryoma này nó mang tính chất là tương đối nhanh nha. Combo chuẩn nó là gì? Chúng ta chọt một phát bằng chiêu 2, tiếp tục đánh thường một phát nữa. Khi thấy mục tiêu đang nằm trong phạm vi của chiêu cuối thì anh em sử dụng chiêu cuối loạn trảm để gây một lượng sát thương tối đa, cũng giống như là tự hồi phục cho bản thân mình. Đó, nó là như vậy. Rồi tiếp tục cái combo kế tiếp nữa thì đơn giản thôi. Thấy tình hình không ổn và team bạn tràn lên quá đông, hoặc là chúng ta không đủ sức để solo, thì chúng ta tháo chạo lui bằng chiêu 1, tức là thần hành bất biến kết hợp với phép bổ trợ là tốc biến nha. Đó. Và trong trận đấu này đệ tứ muốn KS mạng các bạn ạ, cho nên mình chọn cái phép bổ trợ là bộc phá nha. Mình vẫn đang trụ đường với cô đèn Tara đây. Tara dính phải cái loạn cảm rồi, mất hết 50% máu, lại tiếp tục là một tình huống nhảy vào bụi chuối à. Cô ta vẫn đang quay tay, cô ta không ôm trụ, cô ta lấy gió rồi, chọt chật lắc rồi mấy ông nội ơi, không sao cả, một đầu bộc phá và đánh thường liên tục và chấm dứt được cô ta, giết được 4 mạng rồi. Quá đã đi, chúng ta không cần phải đi gánh hỗ trợ đồng đội gì cả, cứ ở đây mà giết mạng cô đèn Tara mà thôi. Rất là tuyệt vời. Cô ta đã hiến cho chúng ta 4 mạng rồi. Và cái con số 4 mạng này, nó đã tạo thành một cái sự áp đảo về mặt lượng vàng, cũng giống như là kinh nghiệm. Mình nghĩ rằng với cái đợt xe này, chúng ta hoàn toàn đủ sức để có thể lấy được trụ này. Trong khi đó, những người đồng đội của team đệ tứ, họ vẫn đang đẩy một cách miệt mài, họ đang giao tranh tại khu vực đường dưới đó. Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là chúng ta có thể trụ đường và trấn thủ mà thôi. Tara lại tiếp tục muốn solo kill à, nhưng cô ta nên chú ý rằng đây là số 8 và số 6 chứ không phải là số 6 và số 9 nha. Băng trụ một lần nữa, bật cái thân thể thép rồi, nhưng khả năng hồi phục của cô ta là không thể nào. Cô ta tủi luôn, không thể nào solo được với con tướng Ryoma khi mà cái cây đây của nó đang ở một cái chỉ số cực kỳ kinh khủng, 502. Chúng ta sẽ nói qua sơ một xíu về cái phần bản ngọc của con tướng Ryoma. Ngọc đỏ thì mình lên tốc đánh, máu tối đa và giáp.
Ngọc tím mình lên 5 viên hút máu, 5 viên còn lại là công vật lý tốc chạy, cuối cùng là ngọc lục thì mình sẽ lên là công vật lý và xin giáp nha. Với bản ngọc này chúng ta sẽ góp phần tô điểm, góp phần nâng cao hơn cái khả năng hút máu của con tướng Ryoma. Và có một cái kinh nghiệm đặt ra đây là khi mà anh em trụ tại cái đường của con tà thần Caesar, các bạn hãy cố gắng làm chủ được cái con chim bự chà bá, tức là con dơi thủ vệ đó anh em. Tại vì khi mà anh em ăn được con dơi thủ vệ đó, ở một mốc, ở một cái khoảng thời gian nhất định nào đó, chúng ta sẽ được gia tăng, chúng ta sẽ có cái lượng sát thương chuẩn, cũng giống như là được gia tăng thêm tốc chạy trong một khoảng thời gian nhất định. Điều đó là cực kỳ tốt và nó sẽ giúp phần nào cho các bạn nắm chắc được cái tỷ lệ chiến thắng trong những pha solo kill. Những cái sát chuẩn rồi, quay tay đại pháp đến trời Tara, đập rã một lần nữa, thân thể đẹp được dùng, khả năng hồi máu của ta là cực kỳ cao, máu đang bằng nhau, 50% máu, vẫn đang chém, vẫn đang rỉa và bộc phá đệ tử là người chiến thắng. Cô ta quên mất một điều, dưới đích của con tướng Ryoma này có cái gì? Đó chính là con chim bự chà bá. Mình nói rồi, trong những cái tình huống giao tranh như vậy, khi mà các bạn có con chim bự chà bá, cái khả năng, cái xác suất mà các bạn chiến thắng được trong những pha solo đó là 65%. Chúng ta có thể tin tưởng là như vậy. Trừ những cái tình huống chẳng hạn như là 2-1 hoặc là đánh hội đồng đi, thì chúng ta đánh không lại, điều đó là hạn nhiên à. Chứ mà những cái tình huống solo và những cái tình huống mà cấp bậc chúng ta nó ngang bằng nhau, nó không có quá nhiều cái sự chênh lệch, thì cái khả năng solo của các bạn trong những pha giao tranh đó là cực kỳ kinh dị. Chúng ta sẽ điểm qua sơ một xíu về những cái mấu chốt khi mà chơi con tướng Ryoma nhá. Thì cái điểm mấu chốt của nó chính là cái chiêu thần hành bách biến đó anh em. Và cái đòn đánh thường hay còn gọi là kiếm khách 5 giây đó. Thì hai cái lợi thế đó anh em có thể dùng để cấu rỉa và thả diều đối phương cực kỳ tốt luôn. Đó, cái điều quan trọng là anh em cần phải sử dụng cái nhất rớt xác á, chuẩn lên người đối phương. Cái nhược điểm duy nhất của con tướng này chính là cái khả năng cơ động của nó. Cái khả năng cơ động chúng ta chỉ có một cái chiêu duy nhất là thần hành bách biến. Nó tương tự như là cái chiêu nguồn cơn rắc rối của con tướng Narok vậy đó. Những bạn nào mà chưa quen tay đôi lúc sẽ bị nhầm lẫn hai cái kỹ năng này. Chúng ta sẽ bị giật ngược đó, giật ngược và nó không có đi theo một cái hướng cố định, theo một cái hướng mong muốn của chúng ta. Có thể nói được rằng trong trận đấu này đệ tứ đang thi đấu với một cái tình trạng không có hỗ trợ đồng đội quá nhiều. Tôi không quá cần phải quan tâm đến đồng đội, tại vì họ đã làm quá tốt đi. Team bạn đang bị áp đảo hoàn toàn, họ chỉ mới giết được 2 mạng mà thôi. Chúng ta cùng nhau xem team bạn có lộn được cái bàn trong trận đấu này hay không nha. Những cái tình huống bất lẽ cô nàng Tara là những gì mà tôi mong muốn và mong chờ nhất. Tara đâu rồi? Tôi nghĩ rằng cô ta đang con chim, chắc chắn là như vậy. Tara đang chim, mặc dù cô ta đã có chim, cô ta có được con chim rồi. Cô ta nhảy bụi chuối, cô ta lái gió, cô ta bật cho mình cái thân thể thép siêu việt dành cho Rat team bạn, nhảy vô khu vực của con tà thần Caesar, một hành động rất quả cảm. Đệ tử đang đu bám theo, vẫn đang quay bao tay. Bây giờ thì cô ta muốn chơi luôn siêu việt dành cho Esu team mình. Tara vẫn đang cọ nhây, cô ta vẫn đang cố gắng chống cự, lượng máu của ta không còn nhiều. Tiếp tục bay một lần nữa bằng cái đòn đập đá, đệ tử vẫn đang truy đuổi, chui vào bụi chuối rồi, vẫn đang cọ nhây, vẫn đang chạy như xét. Và đây là đòn loạn trạm thần thánh dành cho chúng ta. Một trận đánh mà chúng ta không cần phải quá tham chiến quá nhiều, chúng ta chỉ cần canh ngay cái mặt của cô nàng Tara và chúng ta đập mà thôi. Và bây giờ chúng ta đã giết được 7 mạng, rất là sướng đúng không ạ? Phải chi mỗi ngày chúng ta có tầm khoảng chừng 50 trận leo hạng nó nhẹ nhàng như thế này, thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ sớm có được cái mức răng là thách đấu cả bà. Murat nhảy vô trụ răng bánh ta, cái nhốt lòng rồi, nó rắc bay tới bật liền một quyết, nhưng Murat vẫn kịp bật cho Pika chạm mà anh ta vẫn sống mà. Rất may mắn đi, thần thánh dành cho anh ta cũng rất hên là đệ tứ đến vừa kịp trong pha vừa rồi. Một đường lính siêu cấp đã có, team bạn còn vỏn vẹn 3 người. Một câu khẳng định chắc nịch, team bạn không có tuổi để có thể lộn ngược được các bạn này. Tara, lượng máu không còn nhiều, mạng của Tara là phải để cho đệ tứ vét. A hi hi, Morden đang tới, đặt cái điện từ rừng sau đó xách chiếc bỏ chạy, Jurassic làm chậm được người ta. Và đây là đòn loạn trảm. Wow, sống sống nha. Rất may là nhờ rep bật cho mình cái lệnh bài phong thần, hồi máu chúng ta, tạo một đường giáp nhất định và team bạn đầu hàng. Video đệ tử đến đây kết thúc. Rất cảm ơn anh em đã dành thời gian quý báu để xem video. Hẹn gặp lại các bạn tại những chuyến video lần sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một ngày tốt lành ha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với anh em một ứng dụng giúp anh em leo hạng dễ dàng, đó chính là Hubo. Ứng dụng này có tính phí nha anh em. Hubo cùng chơi game là ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm dễ dàng những người đồng đội dễ thương và đầy tài năng chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Hello mọi người, đặt hẹn leo rank của mình nhé. Cơ hội trở thành một trong những huấn luyện viên cực dễ thương và đẳng cấp đến từ Hubo. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chờ gì nữa? Hãy tải Hubo trong ngày hôm nay đi nào!